Thưa quý vị, biến thể Omicron vẫn đang tiếp tục lây lan rất nhanh trên khắp thế giới. Trong ngày 16 tháng 12 vừa qua đã có thêm một quốc gia của Đông Nam Á ghi nhận sự xuất hiện của biến thể này. Trong khi đó, những biến chứng sau khi tiêm vaccine lại đang khiến cho giới chức y tế Mỹ cực kỳ lo ngại. Và đây sẽ là hai trong số những tin tức xuất hiện trong cụm tin vắn về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ hôm 16 tháng 12 đã nhóm họp để cân nhắc có nên giới hạn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Johnson & Johnson hay không, do các vấn đề liên quan đến đông máu vẫn gia tăng. Cơ quan chức năng Mỹ đã phải dừng sử dụng loại vaccine này trong vòng 10 ngày vào tháng 4 để điều tra về các ca đông máu dù hiếm gặp song lại gây tử vong, chủ yếu ở thanh niên và phụ nữ trung tuổi. Theo thống kê, có khoảng 9 ca tử vong do đông máu sau khi sử dụng vaccine Johnson & Johnson tại Mỹ. Trong những ngày tới, Australia sẽ hoàn trả Anh 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech, hoàn tất thỏa thuận trao đổi vaccine đã ký kết giữa hai nước hồi tháng 9 vừa qua. Chính phủ Australia đã mượn 4 triệu liều vaccine của Pfizer-BioNTech từ chính phủ Anh để bổ sung kịp thời cho nguồn cung trong nước đang gặp khó khăn. Theo thỏa thuận, Australia có nghĩa vụ hoàn trả lại số vaccine này cho Anh trước cuối năm nay. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản sẽ sớm phê duyệt việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng Moderna Incorporation để tiêm mũi tăng cường cho người dân nước này. Quyết định phê duyệt được bật đèn xanh sau khi nhóm chuyên gia ngày 15 tháng 12 đồng ý tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Moderna cho người dân nước này. Theo đó, vaccine COVID-19 của Moderna sẽ được sử dụng để tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên với liều lượng bằng 50% của mũi tiêm thứ nhất và thứ hai. Indonesia hôm 16 tháng 12 ghi nhận ca lây nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở nước này. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế nước này cho biết ca lây nhiễm được phát hiện chiều tối 15 tháng 12 là một nhân viên tại bệnh viện Wisma Atlet ở thủ đô Jakarta. Với ca lây nhiễm này, Indonesia đã trở thành quốc gia tiếp theo góp mặt trong danh sách các quốc gia Đông Nam Á ghi nhận biến thể mới sau Philippines, Malaysia, Thái Lan và Campuchia.